các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi C1 xem khoa vật lý lớp 12.81 để bài hỏi như sau. Nhắc lại công thức tính công suất điện tiêu thụ của một mạch điện không đổi, chính là mạch một chiều không đổi của chúng ta đó. Cô sẽ cùng các bạn nhắc lại như sau. Công suất tiêu thụ mạch điện không đổi chúng ta có B sẽ bằng U nhân I. Công thức này chúng ta đã học ở lớp 11. Nếu như các em không nhớ, các em có thể xem lại sách hoặc có thể xem là câu trả lời của cô. Như vậy, câu hỏi C1 đến đây là kết thúc.